Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Trong video hôm nay, AZFIN tiếp tục gửi tới quý anh chị chương 3 và chương 4 trong quyển sách kinh điển Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham, một tác phẩm không thể thiếu đối với những ai quan tâm đến đầu tư và tài chính. Chương 3, Một thế kỷ lịch sử thị trường chứng khoán, bài học quý giá cho nhà đầu tư. Mở đầu chương 3, Graham cho độc giả thấy tầm quan trọng của kiến thức lịch sử thị trường chứng khoán. Hiểu rõ lịch sử thị trường chứng khoán giúp nhà đầu tư có vị thế tốt hơn để đánh giá các mức giá hiện tại và nhận biết các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Kiến thức này là nền tảng để bạn đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và chính xác. Graham nhấn mạnh rằng việc nắm bắt lịch sử thị trường giúp nhà đầu tư hiểu được cách thị trường phản ứng trước các sự kiện tương tự trong quá khứ. Benjamin đưa ra cách thức mà cổ phiếu tăng giá qua các chu kỳ thị trường. Trong phần này, Benjamin Graham đã trình bày cách cổ phiếu tăng giá qua các chu kỳ khác nhau của thế kỷ trước, sử dụng dữ liệu thống kê của thị trường Mỹ từ năm 1871. Điều này giúp chúng ta thấy rõ hơn về các xu hướng và biến động của thị trường, từ đó rút ra những bài học quan trọng. Theo Graham, việc hiểu biết về lịch sử thị trường là cần thiết để nhận diện các xu hướng và dự đoán các diễn biến tương lai. Benjamin Graham nhấn mạnh tầm quan trọng của biểu đồ và số liệu trong việc phân tích lịch sử của thị trường chứng khoán. Chương này cung cấp các biểu đồ và số liệu quan trọng. Trong bảng thống kê, Benjamin Graham đã liệt kê các điểm thấp nhất và cao nhất của 19 chu kỳ thị trường giá lên và giá xuống trong 100 năm qua của thị trường Mỹ. Biểu đồ trình bày các dao động thị trường của 425 cổ phiếu công nghiệp của S&P từ năm 1900 đến năm 1970. Các số liệu này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sự biến động và chu kỳ của thị trường, từ đó có thể đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý. Ba quy luật chính của thị trường chứng khoán. Graham đã tóm tắt ba quy luật chính của thị trường chứng khoán Mỹ qua các thời kỳ trong phần này. Đầu tiên, từ năm 1900 đến năm 1924, các chu kỳ thị trường kéo dài khoảng 3 đến 5 năm với mức tăng trung bình hàng năm khoảng 3%. Thị trường thời kỳ này cho thấy sự ổn định tương đối, giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng hơn về các chu kỳ ngắn hạn. Thứ hai, thị trường giá lên của kỷ nguyên mới đạt đỉnh vào năm 1929. Sau đó là sự dao động bất thường cho đến năm 1949 với mức tăng hàng năm chỉ 1,5%. Thị trường giai đoạn này rất biến động, đòi hỏi nhà đầu tư phải thận trọng và có chiến lược phù hợp. Thị trường giá lên lớn nhất lịch sử từ năm 1949 đến năm 1968 với mức tăng gộp trung bình hàng năm 11%. Đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, mang lại nhiều cơ hội lớn cho nhà đầu tư. Sau đó, Graham cũng đã đưa ra cho người đọc cách để có chiến lược đầu tư dựa trên lịch sử. Nhà đầu tư thông minh phải nhận dạng các thị trường giá xuống và giá lên, mua trong thị trường giá xuống và bán trong thị trường giá lên. Nhiều phương pháp đã được phát triển để quyết định các mức mua và bán dựa vào các yếu tố giá trị hoặc chuyển động phần trăm của giá. Graham khuyên rằng nhà đầu tư nên có sự phân tích cẩn thận hơn dựa trên tính toán, số liệu, biểu đồ và không nên dựa vào cảm tính hoặc các dự đoán ngắn hạn. Benjamin còn đưa ra các đặc điểm của thị trường giá lên. Các đặc điểm của thị trường giá lên bao gồm mức giá cao lịch sử, tỷ lệ giá trên lợi tức cao, nhiều sự đầu cơ bằng tiền vay xuất hiện và nhiều doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu thường mới với chất lượng thấp. Graham cảnh báo rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng trước những dấu hiệu này vì chúng thường báo hiệu một sự sụp đổ tiềm ẩn. Tiếp theo, ông nói đến tác động của các sự kiện lịch sử. Sự sụp đổ của thị trường năm 1929 và các dao động sau đó đã định hình lại cách nhìn của công chúng về đầu tư vào cổ phiếu thường. Từ những năm 1960 trở đi, đã có sự hồi phục mạnh mẽ nhưng vẫn có những thời kỳ suy giảm đáng kể. Graham nhấn mạnh rằng việc học từ quá khứ là quan trọng để tránh lặp lại những sai lầm tương tự. Benjamin cũng đưa ra phân tích các mức giá cổ phiếu vào đầu năm 1972. Graham xem xét các mức giá cổ phiếu và các yếu tố tác động đến giá vào đầu năm 1972, đánh giá sự hấp dẫn và các mối nguy hiểm của các mức giá thị trường tại thời điểm đó. Ông nhấn mạnh rằng trong bất kỳ giai đoạn nào, nhà đầu tư cần đánh giá cẩn thận các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu để đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Kết luận, chương 3 của Nhà đầu tư thông minh đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc về lịch sử thị trường chứng khoán và những bài học quý giá cho nhà đầu tư. Hiểu biết về các chu kỳ và biến động của thị trường giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định thông minh và bảo vệ tài sản của mình một cách hiệu quả. Những bài học từ quá khứ không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường mà còn trang bị cho chúng ta những công cụ cần thiết để đối phó với các thách thức trong tương lai.
Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu và xem xét lịch sử của thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần dựa trên số liệu, biểu đồ và các tính toán cẩn thận, tránh những nhận định thiên kiến và cảm tính. Điều này sẽ dẫn tới các quyết định sai lầm và gây ra tổn hại cho nhà đầu tư. Chương 4. Phương châm phân bổ danh mục đầu tư chung, nhà đầu tư phòng vệ. Chương này tập trung vào cách thức phân bổ danh mục đầu tư phù hợp cho những nhà đầu tư thận trọng, nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ vốn và tìm kiếm lợi nhuận ổn định. Đầu tiên, Benjamin Graham đưa ra quan điểm về tính chất cơ bản của danh mục đầu tư. Benjamin Graham bắt đầu chương này bằng cách xác định tính chất cơ bản của một danh mục đầu tư thường được quyết định bởi vị thế và tính cách của người sở hữu. Ví dụ, các ngân hàng tiết kiệm và công ty bảo hiểm nhân thọ thường chỉ đầu tư vào các trái phiếu cấp cao và cổ phiếu ưu đãi, trong khi những nhà kinh doanh có kinh nghiệm và phát đạt có thể đầu tư vào nhiều loại cổ phiếu và trái phiếu khác nhau nếu chúng được coi là hấp dẫn. Graham nhấn mạnh rằng nguyên tắc đầu tư cần dựa trên mức sinh lợi và rủi ro. Tuy nhiên, ông đề xuất một quan điểm khác biệt. Mức sinh lợi cần tìm kiếm nên phụ thuộc vào lượng nỗ lực mà nhà đầu tư sẵn sàng và có thể đặt vào công việc của mình. Nhà đầu tư thụ động, mong muốn sự an toàn, nên hài lòng với mức sinh lợi thấp nhưng ổn định. Tiếp theo, Graham còn đưa ra quan điểm tại sao không phải 100% cho chứng khoán. Graham đưa ra lời khuyên, bạn không bao giờ đặt nhiều hơn 75% tổng tài sản của mình vào cổ phiếu, nhưng có phải việc đặt hết tiền vào cổ phiếu là không nên cho tất cả mọi người hay không? Với một thiểu số rất ít các nhà đầu tư, một danh mục đầu tư 100% cổ phiếu là hợp lý. Bạn là một trong số họ nếu bạn đã cất đi đủ số tiền để chu cấp cho gia đình trong ít nhất 1 năm nữa, sẽ đầu tư đều đặn trong ít nhất 20 năm, đã sống sót qua được thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000, không bán cổ phiếu trong thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000, mua nhiều cổ phiếu hơn trong thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000, đã đọc chương 8 của cuốn sách này và thực hiện một kế hoạch chính thức để kiểm soát hành vi đầu tư của bản thân. Trừ phi bạn có thể thành thật vượt qua tất cả các câu kiểm tra trên, bạn không việc gì phải đặt hết tiền của mình vào cổ phiếu. Tất cả những ai đã hoảng loạn trong thị trường giá xuống lần trước sẽ tiếp tục như vậy trong lần sau và sẽ hối hận vì không có cái đệm bằng tiền mặt và trái phiếu. Graham đưa ra chiến lược phân bổ danh mục đầu tư cho nhà đầu tư phòng vệ như sau. Đầu tiên, đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nhà đầu tư nên sở hữu ít nhất là 10 và nhiều nhất là 30 cổ phiếu khác nhau, đảm bảo tính đa dạng nhưng không quá thừa thãi. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vốn tốt hơn. Thứ hai, lựa chọn công ty lớn và nổi bật. Mỗi công ty được chọn nên là công ty lớn, nổi bật và có tình hình tài chính ổn định. Graham nhấn mạnh việc đầu tư vào các công ty có thành tích lâu dài về các hoạt động sinh lời và có tình trạng tài chính mạnh mẽ. Thứ ba, thanh toán cổ tức đều đặn. Các công ty nên có thành tích lâu dài về việc thanh toán cổ tức liên tục. Điều này giúp đảm bảo rằng nhà đầu tư sẽ nhận được một nguồn thu nhập ổn định. Trong chương này, Graham cũng giới thiệu tới người đọc phương pháp bình quân chi phí đô la DCA. Graham giới thiệu phương pháp bình quân chi phí đô la DCA, tức là nhà đầu tư dành một khoản tiền cố định mỗi tháng hoặc mỗi quý để đầu tư vào các cổ phiếu thường. Phương pháp này giúp nhà đầu tư mua nhiều hơn cổ phần khi thị trường thấp và ít hơn khi thị trường cao, từ đó đạt được mức giá trung bình thỏa đáng cho tất cả các cổ phần nắm giữ. Đây là một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Cuối cùng, Benjamin Graham phân tích lợi ích của việc sử dụng quỹ đầu tư. Graham khuyến nghị rằng nhà đầu tư phòng vệ có thể đầu tư thông qua các quỹ đầu tư uy tín thay vì tự lập danh mục đầu tư. Việc này giúp quản lý đầu tư một cách chuyên nghiệp và giảm bớt sự phức tạp trong việc lựa chọn và theo dõi chứng khoán. Quỹ đầu tư cung cấp sự đa dạng hóa và quản lý rủi ro tốt hơn cho những nhà đầu tư không có nhiều thời gian và kiến thức để tự quản lý danh mục đầu tư của mình. Kết luận, chương 4 của nhà đầu tư thông minh đã cung cấp một cái nhìn rõ ràng và đầy đủ về cách phân bổ danh mục đầu tư cho nhà đầu tư phòng vệ, nhấn mạnh sự an toàn và tính hiệu quả của các phương pháp đầu tư thận trọng. Qua chương này, Benjamin Graham giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ vốn và tìm kiếm lợi nhuận ổn định trong dài hạn. Anh chị có đánh giá gì về nội dung của cuốn sách? Hãy để lại ở phần comment. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để AZFin có động lực làm thêm những video hữu ích gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. AZFin mong rằng series đọc sách cùng AZFin sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích và giúp anh chị lựa chọn được những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân.
Nếu anh chị có hứng thú với quyển sách này, hãy tìm đọc để có những trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã nghe hết video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại.